Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của True Smart Media. Và với người dùng iPhone thì việc khó khăn nhất đó chính là đặt hình nền. Tại sao? Nếu mà với Android thì quá đơn giản rồi, bởi vì là các bạn chỉ cần di chuyển những cái icon ở màn hình chính của nó sang bên cạnh rồi để một màn hình trống là xong. Nhưng còn với iPhone thì cái màn hình đầu tiên luôn luôn là đầy dẫy những icon như thế này và nó sẽ rất là rối. Và nếu các bạn để hình nền thì sẽ bắt buộc phải dùng cái cách là di chuyển một icon sang một cái trang mới và để nó như vậy. Tức là chúng ta sẽ có thể nhìn được phần lớn hình nhưng mà vẫn còn một cái icon nó, một cái ứng dụng nó che mất trông khá là xấu xí. Và làm cách nào để chúng ta có thể để một hình nền trống, tức là một trang trống hoàn toàn trên iPhone? Vậy thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để có thể tạo ra một trang trống trên iPhone hoặc là có thể sắp xếp được các icon theo vị trí mà các bạn muốn. Đầu tiên là mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo một trang trống để có thể xem được hình nền của chúng ta. Đây, bình thường với iPhone thì trang đầu tiên luôn là trang ứng dụng và có rất nhiều ứng dụng như này. Nhưng mà nếu như các bạn di chuyển tất cả các ứng dụng sang trang thứ hai, đó, các bạn cứ dịch chuyển lần lượt tất cả sang trang tiếp theo ấy, thì cái trang đầu tiên nó sẽ thành trang trống. Đây các bạn thể xem, rất đơn giản. Tức là chúng ta chỉ hơi mất công một chút bởi vì các bạn chỉ cần phải dịch chuyển tất cả các ứng dụng ở trang đầu tiên ra mà thôi. Bởi vì Apple họ đã mặc định là cái trang đầu tiên này nó sẽ là trang chính và nó sẽ không bị loại bỏ đi nếu như mà nó không có icon. Đó, các bạn có thể thấy đây, mình đã di chuyển tất cả các icon ở trang thứ nhất sang các trang tiếp theo. Và như vậy trang đầu tiên của chúng ta sẽ là trang trống không có gì cả. Và các bạn có thể để được hình nền theo ý muốn và rất là thoải mái và đẹp. Còn vấn đề thứ hai nữa đó là nếu như các bạn muốn sắp xếp icon theo ý muốn của mình. Tức là bình thường thì Apple họ bắt buộc chúng ta phải xếp tất cả các icon lần lượt. Nếu như các bạn bỏ một cái ở vị trí bất kỳ đi chỗ khác nhỉ, thì sẽ có những cái icon khác nó lấp vào chỗ trống đó. Vậy thì làm thế nào để tạo được khoảng trống ở giữa những icon này? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách rất đơn giản và không cần phải jailbreak. Nếu như các bạn jailbreak thì quá dễ rồi, chỉ cần lên CDA tìm một cái trick nào đấy về, sau đó là sắp xếp vị trí theo ý muốn mà thôi. Nhưng còn nếu với máy không jailbreak, tức là iOS 10 đổ lên ấy, iOS 9.5 đổ lên ấy, thì chúng ta sẽ phải dùng đến cách đặc biệt này. Các bạn mở Safari lên, đến một cái trang web có tên là imt.tuneiphone.net. imt.tuneiphone.net. Đó, các bạn đến trang web đó là nó sẽ ra một cái giao diện như thế này. Các bạn bấm vào cái Create Blank Icon này, tạo ra một cái icon trống ấy. Sau đó là đây, có chữ Modify. Đó, bây giờ nó sẽ bắt buộc chúng ta phải upload một cái hình lên. Bây giờ thì mình sẽ chụp một cái ảnh màn hình. Đây, mình sẽ bấm vào giữ này. Nó sẽ lên cái lúc mà chúng ta để di chuyển icon ấy, kéo đến trang cuối cùng. Trang cuối cùng khi mà di chuyển sẽ là trang trống. Sau đó các bạn chụp ảnh màn hình lại. Đó, rồi bây giờ chúng ta sẽ upload cái hình đó lên chỗ này. Upload cái hình trống không có gì đó. Đây, thư viện ảnh này. Đây, cái ảnh mình vừa chụp, ảnh màn hình mình vừa chụp đây. Mình sẽ upload nó lên. Ok, sau khi upload xong thì chúng ta sẽ có một cái hình như thế này. Đó, bây giờ thì các bạn muốn tạo hình trống ở vị trí nào thì các bạn hãy bấm vào cái hình đó. Ví dụ mình muốn sắp xếp icon nó thành một cái vòng tròn như thế này, một cái vòng hình vuông này, một khối vuông và trống bốn cái vị trí ở giữa như thế này, thì mình sẽ chọn cái này là một này. Nó sẽ nhảy sang một trang mới. Và các bạn sẽ bấm vào cái nút chia sẻ ở giữa này, ngay trên nút home ấy, bấm chia sẻ. Sau đó tìm sang cái chỗ là thêm vào màn hình chính có dấu cộng đen đen này. Đấy, để nguyên nhá, không được chỉnh sửa, không được đặt tên gì, bởi vì cái dấu hỏi chấm này nó sẽ thành một cái không có chữ ấy. Các bạn thêm. Ok, ra chúng ta sẽ thấy một cái icon ở đây. Và cái icon này có cái hình ảnh trùng khớp với chính cái hình nền chúng ta luôn. Mình xếp ra đó, vậy là mình đã có được một vị trí trống. Tương tự mình sẽ làm với các vị trí còn lại. Mình lại lên Safari, mình back lại trang lúc nãy, mình lấy hình tiếp theo. Mình lại thêm vào màn hình chính. Thêm. Ok, mình lại di chuyển nó lên cái vị trí mà mình muốn. Đó. Tiếp tục. Ok, như vậy là xong. Mình đã tạo được một cái khoảng trống ở giữa các cái icon này. Nhưng mà thực ra là nó không trống, bởi vì ở đây là có các cái icon để lối tắt dẫn đến những trang web này do vừa nãy chúng ta đã xếp về màn hình chính. Khi mà bấm vào nó sẽ ra cái trang này, ra cái trang mà có cái hình đó đó. Nhưng mà không quan trọng, chúng ta vẫn có một hình trống ở đây. Khi kéo sang này các bạn sẽ thấy ngay.
Đó, những cái phần đó nó sẽ khớp với cái hình nền chúng ta. Một cách này tuy nó hơi tù một tí nhưng mà cũng rất hay và hữu hiệu, và đặc biệt là những máy không cần jailbreak vẫn có thể thực hiện được. Và như vậy là mình đã thành công trong việc hướng dẫn các bạn tạo một cái trang trống trên iPhone như thế này. Chúng ta hoàn toàn không có một cái icon hay là một ứng dụng nào trên đó cả. Và chúc các bạn thành công. Nếu các bạn thấy video này hay ho và thú vị thì đừng quên like, share cũng như đăng ký Chu Smart Media để tiếp tục chờ đón những video hướng dẫn thú vị hơn trong tương lai. Xin chào và hẹn gặp lại.